Em xin chào các anh chị, đồng nghiệp cũng như là các anh chị đang lắng nghe. À, em là bác sĩ Hương Thảo, hiện đang công tác tại khoa chăm sóc giảm nhẹ bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em xin được trình bày chuyên đề đó là chăm sóc giảm nhẹ tại nhà dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến xa, những nhu cầu của bệnh nhân. Trước khi bắt đầu phần trình bày của em sẽ đưa ra hai tình huống mà thật sự là hai tình huống bệnh nhân rất là thường gặp đối với những cái bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến xa. Tình huống thứ nhất là một bệnh nhân nữ 84 tuổi mới được chẩn đoán theo dõi là ung thư tụy di căn gan trên những cái bệnh lý mãn tính đi kèm, đó là bệnh thận mạn giai đoạn 3. Bệnh nhân có bệnh lý tăng huyết áp. Mong muốn của gia đình và bệnh nhân thời điểm này chỉ là chăm sóc giảm nhẹ đơn thuần, và than phiền chính của bệnh nhân là đau thượng vị, ăn kém và mệt mỏi. Thì nếu như vậy, đối với một cái tình huống bệnh nhân chỉ mong muốn chăm sóc giảm nhẹ không có can thiệp đặc hiệu, thì có hai option để bệnh nhân lựa chọn. Thứ nhất là bệnh nhân có thể đến một cái bệnh viện lớn để thăm khám, cho dù là có bệnh nhân vẫn phải chờ đợi và được gặp bác sĩ trong khoảng thời gian giới hạn từ 4 đến 5 phút. Sau đó là bác sĩ sẽ thăm khám tư vấn trong khoảng thời gian đó và cho thuốc về và hẹn tái khám. Và lựa chọn thứ hai là nếu có được dịch vụ điều trị tại nhà thì sẽ có một cái ekip bao gồm bác sĩ và điều dưỡng đến thăm khám. Bệnh nhân sẽ được tư vấn, giải thích về bệnh, thực hiện các xét nghiệm cần thiết tại nhà cũng như là các thủ thuật nếu cần, và từ đó lập ra một kế hoạch chăm sóc, sau đó là giải thích những cái thắc mắc, cấp thuốc và sau đó là theo dõi bệnh nhân. Tình huống thứ hai là một tình huống cũng rất là hay thường gặp tại khoa giảm nhẹ, đó chính là một cái bệnh nhân ung thư giai đoạn trễ, di căn gan, di căn xương, di căn phổi, và có một cái tình huống là bệnh nhân bị gãy xương bệnh lý, nên đó bệnh nhân không có di chuyển tới bệnh viện được. Trước đó thì bệnh nhân đã trải qua rất là nhiều điều trị như là phẫu thuật và hóa trị rất nhiều phác đồ. Hiện tại thì bệnh nhân đã quá trị định điều trị đặc hiệu. Than phiền chính của bệnh nhân là rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là bệnh nhân có thể bị đau xương, bệnh nhân loét do bệnh nhân nằm lâu, do không di lại được. Có phù tai là do chèn ép từ cái bệnh lý ung thư vú. Bệnh nhân mất ngủ do đau và thỉnh thoảng có những cơn khó thở. Sang thương tại chỗ của vú thì rỉ dịch, có kèm mùi và cũng như là có ít máu. Đối với bệnh nhân này, khi khoa đến chăm sóc thì các bác sĩ và điều dưỡng sẽ thực hiện những cái vấn đề gì? Thì bác sĩ và điều dưỡng sau khi thăm khám sẽ tư vấn các vấn đề như là bệnh nhân này sẽ được cấp thuốc giảm đau, cấp thuốc kháng sinh để điều trị, cái vấn đề về nhiễm trùng cũng như mùi hôi tại sang thương vú, hướng dẫn cách thay băng tại sang thương. Ví dụ mình sẽ dùng gạt, không có dùng gòn, dùng Ocutone, dùng những cái dung dịch như Rontosan để rửa cho vết thương sạch, dung dịch Metronidazole để rửa để giảm mùi hôi của vết thương. Hướng dẫn bệnh nhân dùng nệm hơi chống loét, dùng nẹp để cố định xương, cách xoay trở làm sao cho đỡ đau, cũng như là hướng dẫn những cách massage để giảm phù tai và lập kế hoạch chăm sóc trong tương lai cho bệnh nhân này. Như em đã giới thiệu ở trên thì đây là hai cái tình huống thường gặp nhất đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến xa. Thứ nhất là bệnh nhân đã trải qua rất là nhiều điều trị đặc hiệu và hiện tại tình trạng bệnh nhân không cho phép tiếp tục điều trị đặc hiệu, hoặc là bệnh nhân được chẩn đoán ung thư giai đoạn trễ ngay từ đầu. Thì đây là những cái đối tượng mà thật sự là nếu đến bệnh viện rất là khó khăn. Nếu có được một dịch vụ chăm sóc tại nhà thì bệnh nhân sẽ được chăm sóc tốt hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống hơn. Đây là những hình ảnh của khoa đi đến chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân, thực hiện thăm khám cũng như lấy xét nghiệm máu. Em xin lỗi, nó bị chệch cái slide. Đây là hình ảnh, cũng là một hình ảnh một ekip của khoa đến thăm khám, bao gồm bác sĩ và điều dưỡng, cho thấy bệnh nhân rất là thoải mái, vui vẻ. Em xin nói qua về chăm sóc giảm nhẹ. Thì như mọi người cũng đã biết, chăm sóc giảm nhẹ mục tiêu chính là nhằm cải thiện chất lượng sống cho người bệnh và gia đình người bệnh. Đối với những cái người bệnh nhân đang đối mặt những cái vấn đề bệnh lý đe dọa tính mạng và những bệnh lý mãn tính, trong đó lúc đầu và nổi bật vai trò là bệnh nhân ung thư cũng như là bệnh nhân EVS, nhưng mà hiện tại đã mở rộng ra đối tượng bao gồm cả những bệnh nhân có bệnh lý mãn tính khác không thể chữa khỏi, bằng cách là nhận biết sớm, đánh giá toàn diện, điều trị đau và cả những cái vấn đề khác như là tâm lý, tâm linh, xã hội. Như vậy thì một mô hình chăm sóc giảm nhẹ sẽ bao gồm điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng và một mảng không thể thiếu, đó chính là chăm sóc tại nhà.
Như vậy việc lồng ghép chăm sóc tại nhà vào chăm sóc giảm nhẹ là điều hết sức cần thiết. Về thực trạng chăm sóc giảm nhẹ thì theo đánh giá nhanh của Bộ Y tế đã thực hiện từ năm 2006 nhưng mà thực hiện trên 5 tỉnh thành thì đánh giá triệu chứng đau vẫn là triệu chứng rất là thường gặp, cho dù bệnh nhân đã được điều trị nhưng mà 77% bệnh nhân vẫn còn đau, 48% bệnh nhân không hài lòng về cuộc sống. Đánh giá về nhu cầu của bệnh nhân thì để cho em qua slide. Nhu cầu của bệnh nhân ung thư thì chúng ta nhận thấy là có rất là nhiều nhu cầu, trong đó có hai nhu cầu nổi trội, tức là bệnh nhân có nhu cầu được chăm sóc tại nhà gần 40% bệnh nhân và cũng như là nhu cầu về thuốc giảm đau gần 42%. Hiện tại thì việc tiếp cận với thuốc giảm đau vẫn còn rất nhiều khó khăn ngay cả tại thành phố Hồ Chí Minh, khó khăn hơn là đối với những bệnh nhân ở tỉnh thành nếu mà bệnh nhân dùng opioid. Đây là một trong những vấn đề còn tồn tại cho đến thời điểm hiện tại. Em xin lược qua một số vấn đề thường gặp ở bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến xa. Về mặt triệu chứng thực thể thì có rất nhiều triệu chứng có thể gặp, trong đó các triệu chứng thường gặp nhất là bệnh nhân sẽ có thể đau, có khó thở, có ho, tăng tiết đàm. Về triệu chứng tiêu hóa thì có thể buồn nôn, nôn. Một số bệnh nhân sẽ bị tắc ruột và tình trạng tắc ruột này không giải quyết được bằng phẫu thuật. Sang thương, bú tại chỗ có thể lở loét. Những bệnh nhân nằm lâu bị liệt thì có thể bị loét. Giai đoạn trẻ hơn thì bệnh nhân có thể có sản, bệnh nhân sẽ có thể mất ngủ, lo lắng, nặng hơn thì có trầm cảm, phù hay bán bụng. Những triệu chứng khác về mặt xã hội, tinh thần thì đa phần bệnh nhân sẽ cảm giác là có thể buồn, có những cái suy nghĩ tích cực, có những cái suy nghĩ tiêu cực, bệnh nhân cô đơn, đa phần bệnh nhân sẽ cảm thấy mình là gánh nặng hoặc là lệ thuộc vào sự chăm sóc của người thân, những người chăm sóc, do bệnh nhân bị giảm khả năng tự chăm sóc bản thân hoặc là mất những chức năng cơ thể. Bệnh nhân đã qua một quá trình điều trị rất là lâu dài, do đó bệnh nhân có thể bị kiệt quệ về tài chính cũng như là lo sợ bệnh diễn tiến nặng và lo sợ các khoảng thời gian còn lại thì các nguyện vọng có thể là không đủ thời gian để thực hiện được các nguyện vọng của mình. Từ đó, nhu cầu của những bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến xa mà được chăm sóc tại nhà là nhu cầu được kiểm soát những cái triệu chứng gây khó chịu để đưa những cái triệu chứng này về mức mà bệnh nhân có thể chấp nhận được. Bệnh nhân được lắng nghe, trao đổi, được thông tin về tình trạng và khả năng điều trị và việc trao đổi này cần phải chân thật, cảm thông và thật sự là đúng thời điểm. Bệnh nhân được quyền lựa chọn, biết cách chọn lựa điều trị, các cách chăm sóc, các biện pháp hỗ trợ, các dịch vụ kèm theo và được cam kết là chăm sóc liên tục. Chăm sóc cả về thể chất, tâm lý, xã hội và tâm linh. Để làm được những chuyện này thì đối với những cái bệnh nhân không thể đi đến bệnh viện được thì chăm sóc tại nhà là một lựa chọn rất là phù hợp. Những ngày cuối cùng thì bệnh nhân sẽ dừng những thuốc không thiết yếu, tức là những cái thuốc nào như là thuốc kháng sinh đường truyền, như là dinh dưỡng tĩnh mạch. Những cái thuốc nào thật sự không cần thiết thì mình sẽ dừng và thay đổi đường dùng thuốc. Nếu bệnh nhân không uống được thì bệnh nhân sẽ được chuyển qua đường tiêm, mà thông thường chăm sóc giảm nhẹ tụi em thì rất là hay sử dụng cái đường tiêm dưới da. Kiểm soát các triệu chứng như là triệu chứng đau, sản, khó thở, khò khè, nhận biết những cái dấu hiệu giúp mình nhận biết là bệnh nhân đang vào cái thời kỳ hấp hối và phải thông báo việc này đối với những người chăm sóc, những người quan trọng của bệnh nhân, thống nhất về kế hoạch chăm sóc cũng như là công tác tư tưởng và tư vấn tâm lý trước cho người nhà, có một kế hoạch chuẩn bị cho những ngày tháng cuối đời này thật sự nhẹ nhàng nhất có thể. Và đây là kết bài của em, đây là slogan cũng như là phương châm hoạt động của khoa chăm sóc giảm nhẹ là không bệnh nhân nào phải sống trong đau đớn và không bệnh nhân nào phải mất trong nỗi cô đơn. Thì qua phần trình bày của em ở trên thì đã cho thấy được những nhu cầu của bệnh nhân giai đoạn tiến xa cũng như là việc chăm sóc tại nhà. Đây là một trong những cái dịch vụ thiết yếu và thật sự là bệnh nhân có nhu cầu. Và ngay tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì chưa có thể nào mà thực hiện đảm đương hết tất cả những cái nhu cầu của bệnh nhân và nó có rất là nhiều thách thức và khó khăn. Cái phần thảo luận mở em nghĩ là mọi người sẽ thảo luận thêm về vấn đề này. Dạ, cuối slide thì em có để cái thông tin liên hệ của khoa, nếu mà mọi người có nhu cầu hoặc là có những cái vấn đề thắc mắc thì mình có thể liên hệ. Em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hương Cào. Và đây là cái chương trình, đây là
địa chỉ của khoa chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh để cho mọi người liên lạc khi cần nha.